Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Đại Khoa Học mình nhé. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2020, mình sẽ quay trở lại quay giá cả cà phê, giá tiêu ngày hôm nay cho bà con, cho mọi người xem thị trường theo dõi buôn bán nhé. Hôm nay thì giá cả tại sàn London có dương rất là nhẹ, sàn New York thì lại âm mọi người nhé. Trong thời gian qua thì mọi người đã ủng hộ kênh Đại Khoa Học mình rất là nhiều, mình rất là cảm ơn. Bây giờ nếu ai chưa đăng ký ủng hộ thì xin hãy nhấn nút like, nhấn nút chia sẻ và những nút đăng ký, đặc biệt là những nút chuông mọi người nhé, để xem những video mới nhất của mình ra hàng ngày ha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ mình mời mọi người theo mình để theo dõi bảng giá cà phê sàn London và cà phê bảng giá sàn New York mọi người nhé. Mọi người theo mình để theo dõi cho kỹ nha. Xin chào tất cả bà con, đây là bảng giá cà phê sàn London, cà phê Robusta, cà phê vội mọi người nhé. Chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 21 tháng 5 năm 2020, sàn London có dương nhẹ mọi người nhé. Cụ thể là kỳ hàng tháng 7 thì dương lên 2 đô, lên 1.186 USD trên tấn. Kỳ hàng giá tháng 9 thì dương 3 đô, lên 1.209 USD trên tấn. Kỳ hàng giá tháng 11 thì dương 3 đô. Kỳ hàng giá tháng 1 năm 2021 thì dương 3 đô mọi người nhé. Còn đây là bảng giá cà phê sàn New York, cà phê Arabica. Chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 21 tháng 5 năm 2020. Sàn Arabica là trái chiều với sàn London mọi người nhé. Âm. Cụ thể là kỳ hàng giá tháng 7 thì âm 1.40 sen xuống còn 105.65 sen trên pound. Kỳ hàng giá tháng 9 thì âm 1.35 sen xuống còn 107.05 sen trên pound. Kỳ hàng giá tháng 12 thì âm 1.25 sen. Kỳ hàng giá tháng 3 năm 2021 thì âm 1.25 sen mọi người nhé. Vậy hôm nay sàn London có dương nhẹ, sàn New York thì trái chiều âm. Bây giờ mình sẽ đi quay giá cả thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên, xem thử là mua xuống mua lên bao nhiêu cho bà con, cho mọi người xem thử đường theo dõi buôn bán nha. Đây là bảng giá tiêu số các tỉnh ngày hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Đông Năng, Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2020.